Thực tế người Việt Nam chúng ta rất yêu chuộng hàng nội địa của Nhật điển hình như chiếc laptop sách tay từ Nhật thông thường hàng xuất xứ từ Nhật có độ bền cao không như hàng xuất xứ từ các nước khác và chiếc laptop sách tay từ Nhật cũng không ngoại lệ. Vậy order laptop Nhật mua hộ order laptop Nhật giá sỉ thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, cùng tìm hiểu qua bài này nhé, như chúng ta đã biết. Chiếc laptop mới có xuất xứ từ Nhật có giá cực kỳ đắt đỏ. Tuy nhiên chiếc laptop cũ sách tay từ Nhật luôn có mức giá hấp dẫn chỉ bằng 1 phần 3 hoặc thậm chí 1 phần 4 chiếc laptop mới nhưng chất lượng hầu như không thay đổi. Tuy nhiên trước khi mua laptop sách tay Nhật Bản cần phải tìm hiểu kỹ, nhưng nếu không cẩn thận, mua phải hàng trôi nổi thì chất lượng không được đảm bảo. Chúng rất có thể là hàng đã được dựng lại dẫn tới việc bạn sử dụng laptop sách tay cũ không hiệu quả thậm chí là tiền mất tiền mang. Vậy phải làm thế nào để mua laptop cũ sách tay Nhật Bản chuẩn nhất? Tìm hiểu trên Internet, tìm hiểu thông qua bạn bè người thân sẽ cho bạn những chia sẻ chính xác nhất. Tìm hiểu địa chỉ bán laptop cũ uy tín trên Google được nhiều người từng mua và bình chọn. B09BQSVCV1, một số kinh nghiệm bạn có thể tham khảo. Có thể mua trên các website bán đồ điện tử nếu biết tiếng Nhật và ở lại đủ thời gian để nhận hàng. Bạn hãy truy cập một số trang web như amazon.jp, kakaku.com, yamada gạch nối denkiweb.com, rakuten.co.jp, noppin.com, jp gạch nối stoies.com, biccamea.com, www.yodobasi.com, và làm theo hướng dẫn để sở hữu chiếc laptop phù hợp nhất. Mua laptop cũ từ những thương hiệu nội địa Nhật, chọn hàng ưu từ các thương hiệu lớn sản xuất nội địa Nhật mới đảm bảo được chất lượng và giá cả tốt nhất. Một số thương hiệu laptop Nhật Bản giá rẻ bạn có thể tham khảo như Sony, HP, Panasonic, Dell, NEC. Xem thêm, đồng hồ Nhật Bãi bán theo lô số lượng lớn mua ở đâu Đà Nẵng, b 09 byac 85 v mua laptop cũ sách tay Nhật Bản hay là bất cứ món đồ sách tay nào khác nhất là đồ điện tử. Đừng bao giờ mang tâm lý mua hên xui nếu như bạn không có kiến thức chuyên môn về nó chính vì thế nếu bạn mua laptop sách tay cũ từ nhật nếu bạn không có kiến thức chuyên môn về lĩnh vực này thì tốt nhất bạn bên nhờ một người nào đó có kinh nghiệm chọn mua laptop cũ giúp đỡ mình kiểm tra chiếc laptop cũ sách tay mà bạn sắp mua về sử dụng vì nếu như là dân trong nghề, họ sẽ giỏi hơn trong việc test máy tính sách tay cũ, laptop cũ sách tay, biết nhìn hàng thật, hàng dựng, và cũng hiểu hơn về máy tính sách tay cũ để chọn cho bạn một chiếc laptop cũ thích hợp B0B3SN435V. ưu điểm của việc mua laptop tại Nhật, lưu ý mua hàng nội địa là có thể yên tâm 100% về chất lượng sản phẩm. Đã từng có những chiếc laptop cũ của Nhật được sử dụng 7 đến 10 năm sau đó mà không hề có dấu hiệu hỏng hóc gì. Tuy nhiên, có một nhược điểm nhỏ của việc mua laptop cũ Nhật Bản là bạn không thể sử dụng bàn phím của chúng vì chữ hoàn toàn là tiếng Nhật và khi đã cải win tiếng Anh vẫn có một số phím bị đảo lộn. Do đó để dùng được, bạn buộc phải thay bàn phím tiếng Latin trực tiếp hoặc dùng bàn phím hỗ trợ bên ngoài, B09Z1S65YT, toàn bộ sản phẩm được shop Nhật Việt mang về từ Nhật có biêu chính hãng, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm đặt mua.